Tham dự hội thảo có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sổm Sa Vạt Lênh Sa Vắt, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bao Hùng cùng hơn 200 lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các ban, bộ ngành của Lào. Phát biểu tại hội thảo, ông Kham Phan Phở Nhà Vông cho biết, hội thảo tổ chức nhằm đánh giá những kết quả của mối quan hệ hợp tác trong việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam Khẳng định, mặc dù tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng hai nước Lào và Việt Nam vẫn luôn phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới. Ông Phan Khâm cho rằng đây là dịp để tăng cường trao đổi các bài học kinh nghiệm về lý luận thực tiễn cũng như trao đổi thông tin về đường lối, tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước, đồng thời là hoạt động củng cố, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề mang tính chiến lược giữa hai Đảng, hai nhà nước, giúp điều chỉnh cơ chế hợp tác về chính trị, ngoại giao ngày càng đi vào chiều sâu. Phát biểu tại hội thảo đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã phân tích và đưa ra một số yếu tố chính làm cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào trở nên đặc biệt hơn các mối quan hệ quốc tế khác. Trong đó yếu tố đặc biệt quan trọng đó là lòng tin chính trị, lòng tin chiến lược. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, lòng tin được hình thành vượt qua thử thách tôi luyện trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc. Hai nước luôn kề vai sát cánh chiến đấu giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Lòng tin đó đã giúp hai nước luôn đứng vững trước những va đập của thời cuộc, trước sự chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch. Lòng tin đó là nền tảng cho tương lai của quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Tại hội thảo, các đại biểu cũng nghe trình bày 4 tham luận liên quan tới bài học kinh nghiệm trong hợp tác lý luận thực tiễn gồm: Quan hệ hợp tác trong nghiên cứu lý luận thực tiễn giữa hai Đảng, 60 năm quan hệ ngoại giao Lào Việt Nam, hợp tác trong xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Lào Việt Nam, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào Việt Nam. Hội thảo cũng nghe các ý kiến phát biểu liên quan tới các nội dung tham luận và bài học kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác Lào Việt Nam nói chung và hợp tác trong nghiên cứu lý luận thực tiễn giữa hai Đảng, hai nhà nước nói riêng.